mà tôi nói các bạn, cái mặt ông Vượng này mà cho dù nó người Hàn người Nhật á, là người ta cũng biết ổng là từ Hà Tiên, Mỹ là người Hà Tiên. Bây giờ mới chưa mới nói mấy người Hàn người Nhật, tao nhìn mới tao biết mấy là người Hà Tiên. Chúc đầu tuần các bạn vui vẻ. Đề tài hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn, trời ơi nóng hổi ghê lắm, nóng hổi lắm, đó là đề tài về Vượng Viên Phạm Trạch Vượng, một tỷ phú lỗi lạc của Việt Nam. Trời ơi là trời ngầu ghê lắm. Bây giờ ở Việt Nam người ta tự hào Việt Nam có một vị tỷ phú và đang xây dựng một thương hiệu để đưa ra nước ngoài đầu tiên. Tôi tự hào ghê lắm, tôi cũng tự hào chứ. Dù sao tôi cũng là Việt Nam nhưng mà tự hào ghê lắm chứ. Các bạn này, ngày 17 tháng 1 giờ Việt Nam, tức là ngày hôm qua đúng không? Cái trang VN Express là một cái tờ báo lớn của đảng, dành một cái trang bự chảng luôn. Trời ơi là trời, tôi bấm tôi thấy cái trang bự dạng ra hết cỡ luôn, nhìn cái máy tính của tôi vẫn dài thế này, dạng ra là dạng lên, trời ơi, bự chảng luôn, để mà ghi lại cái cuộc phỏng vấn giữa cái tờ báo VN Express và Phạm Nhật Vượng. Trời ơi, trân trọng ghê lắm, tôi chưa thấy có một cái bài báo mà quảng cáo nào mà nó dạng bề rộng, nó dạng bề ngang banh ra luôn banh luôn cả cái tờ báo luôn. Khủng khiếp tới cái mức như vậy. Thì người ta ghi lại cuộc phỏng vấn, và tôi cũng rõ là cái cuộc phỏng vấn này là ngồi trực tiếp để mà người này hỏi người cái trả lời, báo VN Express hỏi thì Phạm Nhật Vượng trả lời xem thử cái phản ứng anh ta có nhanh không, thì mình không có chứng kiến được cái chuyện đó. Nhưng mà mình vào cái báo VN Express đó, thì người ta ghi lại, ghi lại cái cuộc phỏng vấn. Và tất nhiên tôi và các bạn cũng biết là cái cuộc phỏng vấn này là thả giả hay là thật. Thật có nghĩa rằng là mời Phạm Nhật Vượng lên, hoặc là báo VN Express tới cái văn phòng Phạm Nhật Vượng, rồi cái bên này hỏi bên kia trả lời, bắt đầu ghi chép lại ghi âm lại về viết lại, hay là đó là thật. Còn nếu trường hợp giả là không gặp nhau, không gặp nhau thôi. Tức là có bài soạn sẵn, soạn sẵn nha. Một á, là tờ báo VN Express người ta soạn xong rồi đưa về Phạm Nhật Vượng, thư ký ghi vô, Phạm Nhật Vượng nói gì thư ký ghi vô sửa sang. Hoặc là cả cái bài đó là đều do Phạm Nhật Vượng soạn cả, bên Phạm Nhật Vượng soạn cả, người người hỏi cũng là Vin Vin Group, mà người trả lời cũng là Phạm Nhật Vượng, đưa qua tờ báo người ta đăng, đó là giả và tôi cũng biết giả thật nữa, và tôi nghĩ các bạn cũng biết, thôi kệ giả thật nhưng thành vấn đề. Cái đề tài này tôi sẽ bình luận, tôi sẽ phân tích, tôi bình luận những cái lời mà mình coi như là báo VN Express hỏi và những cái câu trả lời của Phạm Nhật Vượng. Về cái tập đoàn Vingroup, và cụ thể ở đây người ta nói rất là nhiều về VinFast, đó là cái đề tài hôm nay tôi xin phép chia sẻ với các bạn. Trời ơi là trời nóng hổi không và sau đây tôi đưa cái thumbnail lên cho nó đẹp nha. Thumbnail là tôi viết thế này, viết thế này nhé, cũng đầy đủ ý nghĩa lắm nhé. Đây các bạn, trời ơi là trời thumbnail của tôi này về cái hình của tôi nha. VnExpress.net dành cho Vượng Viên một bài phỏng vấn ở trang đặc biệt phiêu đồng bình luận. Còn phía bên tay trái của các bạn á là hình của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Vượng Viên nói như sau, Vượng Viên nói rất là nhiều câu hỏi, trả lời rất là nhiều câu hỏi trong cái bài báo đó, nhưng mà có một câu này khá đặc biệt và tôi đưa lên thumbnail. Người Việt, Phạm Nhật Vượng nói như sau: người Việt ở nước ngoài ra đường lại nhận mình là người Nhật, người Hàn. Tôi muốn góp thay đổi phần nào về việc này. Đó là Phạm Nhật Vượng nói như vậy. Anh ta trả lời rất nhiều câu hỏi và trong đó có cái câu khá đặc biệt, và tôi đưa lên cái thumbnail và tôi đọc các bạn nghe rồi đó. Trời ơi là trời, hấp dẫn không? Quá hấp dẫn đúng không? Trước khi bình luận, biết là gì nữa, khắc nước sao tôi khắc nước hoài, tôi nói tới mấy VC này là tôi khắc nước, và tôi nghĩ Bỏ Đỏ đang nói tôi ông khắc nước, có nghĩa là không có tổ quốc đó. Trời ơi, tổ quốc tôi mênh mông bát ngát, tôi có hai tổ quốc lận nha, tôi có hai nước lận nha, vẫn nói tôi khắc nước. Thôi kệ, khắc nước cũng được, uống đây cái bài phỏng vấn này, đây 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 cái trang này, đây đây ngày 17 hay chứ, đây 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 tôi lên lên nha, vô website nha. Dài lắm, dài lắm, đó 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 thấy chưa, trời ơi là trời, dài thông thông á, đưa lên cái trang đặc biệt luôn, dạng hết cỡ cả cả bề ngang cả bề dọc. Trời ơi là trời, trời dài, trời ơi là dài ngóc, rồi hình ảnh đưa lên tùm lum hết trơn. Trời ơi, trân trọng ghê lắm, một tỷ phú của Việt Nam á.
Trân trọng ghê lắm, dài lắm, dài lắm. Nhưng mà tất nhiên, tất nhiên tôi không thể là tôi ngồi tôi đọc làm gì, không đọc nha. Cái nào tôi cần bình luận là tôi đưa lên màn hình để tôi bình luận. Cần bình luận đưa lên bình luận, cần bình luận. Không đọc làm gì cho mệt. Không đọc nha. Sau đây chương trình bắt đầu nha. Như bạn nào có cố gắng theo dõi thì cứ vô website của VN Express, tôi làm từ trên xuống dưới. Tất nhiên cái phần nào tôi cần nói, tôi cần bình luận thì tôi bình luận, chứ không phải là gặp cái gì tôi đọc cái đó. Ok, bây giờ mình cứ làm từ xuống dưới nha. Làm từ trên xuống dưới đây. Cái hình này á, là Phạm Nhật Vượng đưa lên đầu tiên. VN Express đưa Phạm Nhật Vượng lên đầu tiên, làm cái thumbnail rất đẹp, ngồi ngầu lắm, gác tay nhìn Phượng nửa vượng, vượng này gọi là vượng hói. Hói hói đầu thôi. Chắc là suy nghĩ, cứ như là suy nghĩ kiếm tiền nhiều quá, cặp đất cặp đai nhiều quá, cho nên tóc nó rụng hết trơn à. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng nói như sau: làm việc khó mới thú vị. Trời là trời, ngầu chưa. Cái này là VN Express làm cái thumbnail không phải tôi làm đó nha, tôi chụp hình thôi, tôi bình luận thôi. Ngay đầu tiên là có cái hình bự chảng thế này liền: làm việc khó mới thú vị. Đó là lời nói của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, quảng cáo hết cỡ luôn. Anh ta nói làm việc khó mới thú vị. Trong cái bài báo này người ta đặt câu hỏi rất là nhiều xoay quanh về xe xăng, xe điện, tại sao ông bỏ xe xăng bây giờ ông làm xe điện, vân vân, và rất nhiều lĩnh vực nữa. Nhưng mà chủ yếu là nói về xe. Thì anh ta nói thế này: làm việc khó mới thú vị. Đúng, thú vị thiệt đúng không? Anh ta rất là giàu có, tỷ phú mà sao không giàu được. Và các bạn biết cái lợi nhuận của Vingroup, như cái đề tài trước của tôi trình bày với các bạn, lợi nhuận chủ yếu là từ bất động sản mà ra. Chỉ có bất động sản mới có lời thôi, còn toàn bộ ngụm hết. Toàn bộ ngụm hết, chỉ có bất động sản mới lời thôi, và cái lời của bất động sản nó bù 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 những cái khoản lỗ của những cái ngành khác. Và anh ta lời rất là nhiều tới bất động sản, mà lý do vì sao lời các bạn, tại cái ngành này nó dễ dàng đối với anh ta lắm. Anh ta là công dân Việt cộng hạng nhất, kết hợp với những chóp bu cộng sản, nói là bất động sản cho oai, mà nói thẳng ra theo theo cái từ dân gian của mình gọi là cạp đất cạp đai, cạp tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Cho nên nó nhanh giàu dễ lắm, quen. Anh ta là người hạng nhất, sau lưng anh ta là một những cái chóp bu cộng sản rất là lớn, quy hoạch quy hoạch quy hoạch, anh ta thích cái đất nào là quy hoạch hết. Mà các bạn biết rồi, quy hoạch ngay cả cả quy hoạch khu dân cư người ta đang ở vậy đó, dân dân hàng bốn chúng tôi đang ở vậy đó, quy hoạch hết thì người ta đền bù tí xíu hả? Người ta tính đền bù mà chủ yếu là đền bù đất đai mới nhiều đúng không, chứ còn nhà cửa bao nhiêu. Nhà cửa thì tính theo khấu hao, tính giá còn tạm được, tạm tạm thôi. Còn đất đai thì đất ở Việt Nam là thuộc quyền sở hữu của toàn dân. Mà toàn dân là ai? Toàn dân là không có ai hết, mà nó thẳng ra là của Đảng Cộng sản. Cho nên khi mà người ta khoanh vùng lại quy hoạch, đền bù ra tí xíu rồi. Chút chung hả? Tính theo quyền sử dụng đất đâu bao nhiêu đó các bạn, bao nhiêu cả, ráng mà chịu. Ráng ráng mà nhận, không nhận không nhận đi đâu, không nhận ủi luôn, và bắt buộc phải nhận hết. Phải nhận hết, dân ở đó biết dân loại gì phải nhận hết. Nhận hết xong đem xe tới ủi vài đường thì chỉ cần đưa cái xe máy tới thôi là tự nhiên giá đất nó lên vùn vụt. Chỉ cần đặt cái xe tới là giá đất nó lên rồi. Mà trước đó chỉ cần nghe khu nào quy hoạch đó, là giá đất đã lên rồi, mới nghe thôi, mới nghe từ cái bằng vẽ. Nếu bạn nào ở Việt Nam các bạn hiểu rất là rõ, tại vì ngay hồi đó tôi ở tôi biết chứ, chỉ cần nghe thôi, nghe phong phanh này sang năm thôi, chứ chỉ cần sang năm thôi là cái khu đất đó sẽ quy hoạch, trời đất lên vùn vụt vùn vụt. Nó lên kinh dị lắm. Nhưng mà đền bù tí xíu, đền bù theo quyền sử dụng đất. Ở Việt Nam đâu có quyền sở hữu đất đâu, đền bù theo là quyền sử dụng đất. Chính vì cái luật á là quy định về quyền sử dụng đất, người dân chỉ có quyền sử dụng đất mà thôi, cho nên cái đền bù rất là thấp. Thì thuế nộp thuế quyền sử dụng đất thấp thì sau này người ta đền bù thấp vậy thôi, tại vì ở Việt Nam không có quyền sở hữu đất. Các bạn Việt kiều và người gốc Việt phải lưu ý điều này. Ở Việt Nam người dân không có quyền sở hữu đất mà chỉ có quyền sử dụng đất mà thôi, cho nên thuế sử dụng đất cũng rất là thấp, không đáng kể. Và khi bị quy hoạch
giải tỏa, người ta đền bù cũng không đáng kể, nó không bao nhiêu so với thị trường hết á. Chỉ cần nghe thông tin là sang năm á là giải tỏa không, đất đã lên rồi, huống hồ gì sau cái đền bù xong đem mấy cái xe máy tới, đất lên vùn vụt lên kinh khỉ, kinh khủng lắm, tại vì lên đất lên xuống là do cái tụi đó hết. Sở địa chính, bộ bộ khoa học công nghệ môi trường, nhưng của tụi nó hết đó. Ưng đưa ra lên là lên, nhưng mà tâm lý chỉ cần quy hoạch là lên rồi, đưa xe máy tới lên rồi, ủi vài cái là lên nữa, rồi bắt đầu làm sổ đuổi hết đi, rồi làm sổ đỏ, cầm cái sổ đỏ đó, lên ngân hàng thế chấp vay, giá đất lên trời rồi, vay cả mớ, xong rồi ủi tiếp, vay tiếp, vay cả mớ, ủi tiếp. Bây giờ vượng chơi ngon, ủi xong rồi vay ngân hàng xây nhà luôn, coi như là mua một bán thành 1 triệu, bán thành 1 tỷ. Còn vượng chơi ngon hơn, cạp tài nguyên thiên nhiên của đất nước nữa, đền bù gì hết, chơi luôn cả cái hòn đảo của ta đẹp vậy đó, cút luôn cả cái hòn đảo, cày sới tùm lum cái đảo thiên nhiên người ta đẹp vậy đó, coi như cò cánh khỉ để đi chỗ khác chơi, rồi đâu có đền bù ai đâu, chỉ nộp tiền quyền sử dụng đất mà thôi, mà tiền quyền sử dụng đất nhỏ xíu à. Như vậy em còn chia nhau ăn nữa, nộp một ít mà chia thì nhiều. Rồi ôm luôn cả cái tài nguyên thiên nhiên, nó không có đền bù ai hết, rồi đem cái máy xe tới ủi xây nhà, xây cửa lên, xây biệt thự, xây khách sạn lên, giá trên trời, thợ là trời, không dò mới lạ. Cho nên cái video trước tôi phân tích các bạn á, Vượng Vin làm rất nhiều nghề, rất là nhiều nghề, nhưng mà tất cả các nghề đều lỗ, và thậm chí là vừa lên cái vài năm mới ngụp, vừa lên cái vài năm mới ngụp, và chỉ có bất động sản lời mà thôi, và lời rất nhiều, không nhiều mới lạ. Mua một bán 1 triệu mà xong không lời, coi như vừa mua một bán 1 triệu mà vừa cướp nữa, sao lại không lời được, không lời mới lạ. Cho nên cái khoản lời của bất động sản nó coi như nó cover tất cả, nó chi phí tất đầy đủ tất cả những cái khoản lỗ, cho nên tổng cộng vẫn lời. Lời nhá. Cho nên bây giờ anh ta nói nè, anh ta nói làm việc khó mới thú vị, việc khó là việc lỗ đó. Cái chẳng lẽ nó làm việc khó buồn, thú vị là thú vị do đó, lỗ toe tôi không đi mà thú vị là thú vị do đó đó. Chưa gì có cái hình không tôi bình luận, nó vui chưa. tiếp tục nha. Trời, còn nghĩa là việc khó mới thú vị là thú vị do đó Vương, lỗ toe tôi không yếu nha. Tiếp tục bây giờ mình đọc nha. Các bạn chú ý tôi bình luận những cái chỗ mà tôi underline thôi nha, tức là gạch ở phía dưới á. Bắt đầu nói này, cũng là cái bài báo này nha. Trong lúc khó khăn phải làm sao để sống sót, muốn thế tôi lập tức tiết giảm, co lại các khoản chi phí dự phòng, toàn bộ hệ thống phải tiết kiệm từng ly từng tí. Nhưng mà chuyện làm từ thiện là các bên cần bao nhiêu, sẵn sàng chi cứu người không tính toán, nhưng ngược lại là nội bộ là phải tiết kiệm. Bây giờ tôi hỏi các bạn là Vượng Vin làm từ thiện cái gì? Tiền đưa ra thì nghe nó chục tỷ này, tâm tỷ nọ, mà tiền đi đâu, đâu có về dân đâu. Mà nói là chuyện làm từ thiện, các bên cần bao nhiêu là sẵn sàng chi bấy nhiêu để cứu người không tính toán, không biết ông cứu ai á. Các bạn nhớ cái đợt dịch vừa rồi không? Việt Nam phong tỏa từ tháng 7 đến tháng 9 không? Nhất là ở Thành Hồ với các tỉnh miền Tây nữa, xung quanh đó nữa. Dân ở đó ở nhà đóng cửa, thất nghiệp, tự lo với nhau. Nhà nước có cho đồng nào đâu, đến khi mà dân coi như là đến cuối tháng 9 dân đói có rồi mới cho dân được có 1 triệu mấy. Người có người không, rồi gạo cho được mấy ký hết. Rồi dân tự cứu với nhau, có ai cứu đâu. Mà Vượng nói là chuyện làm từ thiện các bên cần bao nhiêu là sẵn sàng chi bấy nhiêu. Chi đâu, chi về đâu á. Thì cũng nghe báo đạn nói là Vingroup là hỗ trợ 150 tỷ, thì tỷ đi đâu, đâu có khó đâu. Tỷ nó đi đâu á, tức là tự nó hỗ trợ với nhau vậy. Chứ còn dân có đâu mà nói á, là chuyện làm từ thiện các bên cần bao nhiêu là chi bấy nhiêu. Nói xạo nha, nói xạo vừa thôi. Không đúng nha. Tôi phân tích, tôi bình luận là vậy đó. Tiếp tục nha. Trong thời gian mà đại dịch á, là 6 tháng trời lực lượng của tôi tập trung ở Hòn Tre, Nha Trang. Cái Hòn Tre này là cái đảo trống đó, tôi là cạp tài nguyên thiên nhiên của đất nước đó. Cạp tài nguyên thiên nhiên đó, ở đó nghiên cứu. Anh ta nói là nghiên cứu 5 mẫu xe điện, và anh ta khẳng định thế này, được
công chúng Việt Nam và quốc tế đón nhận. Công chúng Việt Nam đón nhận không thì tôi không biết, tại vì Vingroup nói vừa cứ như vừa mở để đón đơn hàng, cứ một giờ là khoảng chừng 2.000 đơn hàng, mà tôi không biết đơn hàng gì nữa, đơn hàng ảo, đơn hàng thật gì tôi không biết, ở Việt Nam tôi không biết, người ta nói vậy mà chắc tôi cũng tin thôi. Và quốc tế đón nhận, quốc tế đón nhận đâu, số đơn hàng tao nói này, số đơn hàng đặt hàng trước của những cái xe điện này gần đây là một ví dụ cho thấy mình đã đúng. Đơn hàng tôi đơn hàng ảo hả? Xe điện thì chưa có. Mới ra cái xe VF E34 mà chưa thử nghiệm đi bán rồi. Chưa thử nghiệm sắp đi bán rồi. Bán rồi mới đi thử nghiệm ở Trung Quốc. Tôi có làm cái video đó. Xe chưa thử nghiệm mà dám đi bán cho khách hàng Việt Nam. Rồi sau đó mới đi thử nghiệm. Lưu mãng. Xe người ta là phải thử nghiệm cho đàng hoàng, cho chuẩn. Thử nghiệm mà thấy không đạt cái nào là về chỉnh sửa liền, về làm liền, đi thử nghiệm lại, thử đi thử nghiệm lại đến khi mà hoàn hảo perfect rồi mới bán hàng. Đằng này xe chưa thử nghiệm mà dám bán cho dân Việt Nam, đó là cái xe VF E34 mang cái tên cũ. Rồi anh ta nói là đơn hàng đặt hàng là để chứng minh điều đó đúng, đơn hàng ảo. Đơn hàng gì mà một giờ đồng hồ là đến tới 2.000-5.000 đơn hàng gì ở Việt Nam. Mà đơn hàng mà chị nói là đặt cọc 10 triệu thôi, đặt cọc tôi đặt vậy đó, nhưng có thể hoàn lại được. Đơn hàng như kỳ vậy. Đơn hàng tôi đặt hàng đặt cọc coi như là xong. Người ta có ý định mua thì người ta mới đặt hàng. Có ai mà đặt hàng rồi mà lấy lại, bên này cũng có nhưng mà hiếm lắm. Đặt hàng gần như là đã đặt hàng, đã đặt cọc rồi là thôi như nữa. Mà đằng này có cái quy định đặt thì đặt vậy, nhưng mà có thể hoàn trả lại. Nó nửa vời vậy đó. Mà tôi hỏi các bạn, xe chưa thử nghiệm. Hiện nay thì tính đến thời điểm hiện nay vẫn chưa thử nghiệm, mà đang còn mới qua Trung Quốc đi thử nghiệm đó. Mà nhận đặt hàng có liều mạng không? 20.000 đơn hàng đó, tôi nói 20.000 đơn hàng xảo. Rồi còn nói gì nữa? Quốc tế đón nhận, quốc tế đâu mà đón nhận? Đi tiền lạm thì ai tham dự trả được, đưa xe giấy tiền lạm cũng được, đưa xe thịt cao tiền lạm cũng được, người ta đâu có quy định cái gì, bởi nộp tiền là tiền lạm thôi. Tiền lạm gì mà không cho người ta rờ cái xe, đứng xa xa. Tiền lạm gì lạ kỳ. Rồi nó quốc tế đặt hàng đâu? Thì tôi thấy hai cái đơn hàng mà họ hô hào. Thứ nhất là đơn hàng của thằng mục sư Andrew Lê, nhân viên của một phố Bosa TV 10 chiếc. Rồi quốc tế gì nữa? Nói một công ty Artemis ADN mua 100 chiếc, mua 100 chiếc làm gì? Và tôi đã chứng minh các bạn cái công ty Artemis DNA đó là một cái phòng lab, cái phòng lab thử ADN ở gần quận Cam. Mà cái người chủ đó là một Việt Kiều, và nhân viên của bà ta là chỉ có ba mấy người thôi. Mua 100 chiếc làm gì? Trời, tôi chứng minh cái gì ra cái đó. Tiếp tục này. Cũng như đây. Đợi điều kiện, nãy giờ quên. Trời ơi, đọc bình luận mà quên điều kiện không được. Xin lỗi nha. Rồi nghe, coi như nghe Vượng Vinh nói này, dù khó khăn bao nhiêu cũng không để chất lượng sản phẩm dịch vụ mình xuống cấp, không bao giờ được để mất chữ tín. Sao không bao giờ để mất chữ tín? Dịch vụ gì? Ngay cả lúc mà còn xe xăng, còn sản xuất xe xăng nha, còn dịch vụ xe xăng nha, mà xe người ta đi hư rồi có bảo hành đâu, đi có 8.000 cây số ở thằng Hòn Gâu Gâu kìa, lúc đang bảo hành đó, uy tín đâu? Mà các bạn biết này, thằng Hoàng Gâu Gâu này là một dân bình thường, dân kinh doanh bình thường thôi. Mà nó tức tới cái mức, nó giận tới cái mức mà nó lên clip nó quay là các bạn biết là hết đường rồi. Cái bạn thân nó còn sợ Vượng Vinh chứ sao không sợ được tôi đây, tôi còn sợ huấn viên Hoàng Gâu Gâu. Nhưng mà bỏ số tiền ra 1 tỷ 2 tỷ 3 tiếc quá. Mà bảo hành thì nó làm cả dịch cả hót, mà thậm chí lên trạm bảo hành nó không làm được. Rồi nó cũng không đổi xe lại cho mình. Mua xe dỗ mà không đổi lại xe cho khách hàng, rồi cũng Hoàng này chắc muốn lấy tiền lại sức mấy nó trả. Cho nên bức xô chịu không nổi. Mặc dù là sợ Vượng Vinh, sợ thiệt ấy chứ, nhưng mà vì cái số tiền nó quá lớn, cho nên anh ta phải đưa lên YouTube để mà phàn nàn. Để mục đích là gì? Thứ nhất,
hoặc là vướng vên phải đổi lại anh ta chiếc xe khác, hoặc là phải trả lại tiền. Anh tôi nghĩ anh ta khoái tiền hơn. Anh ta nói chẳng qua là vì anh ta yêu nước, yêu sản phẩm Việt Nam cho nên anh ta mua, cho lẽ ra anh ta mua chiếc khác cho nên là đã yên tâm rồi. Cái thời điểm đó là xe xăng đang bán, dịch vụ đang mạnh, dịch vụ hầu mãi đang mạnh theo nghĩa của Vượng Vin, mà nó là giữ uy tín cho khách hàng đó. Mà xe bảo hành thì còn dịch cờ hót, xe trời mưa mà tự nhiên cần gắn làm đấy. Tôi đưa Sài Gòn Nam cái thế này đó là trời cà mãi thế này, cái kiến nóng luôn, cái cần gạt nó nóng luôn, rồi sửa có được đâu. Rồi xe này xe mới đó, Luxury A2.0 đóng cửa hết lại mà gió nó luồn lên. xe mới đóng cửa nó luồn lên, trời ơi, cái xe này mà cho phụ nữ mặc váy đi mát lắm, nhưng nó luồn từ dưới chân luồn lên cái chân, luồn lên váy, luồn lên mặt, trời ơi, mặt rưỡi. Tôi nghĩ xe này phụ nữ nên mua, phụ nữ mặc váy nên mua đi mát lắm, mát từ dưới lên trên luôn. Cái xe chứ bá đạo, cái xe gì mà xe mới đóng cửa cái mít mà gió đâu luồn lên hay vậy. Trời ơi là trời. Vậy mà người ta đi phàn nàn rồi gọi công an tới tôi lại luôn, mà nó dịch vụ hay cho nào. Còn xe gì đổ xăng về hai người, một người là ngồi đây, một người là dí cái chỗ đó mở xăng được, còn người mở không được, tôi lại, xe gì lạ kỳ vậy. Mà cái thời điểm đó là con dịch vụ đó nha. Con dịch vụ á, mà nói là không bao giờ để mất chữ tín. Chữ tín gì? Người ta phàn nàn là kêu công an tới bắt. Rồi cứ như đòi kiện người ta là nói bôi nhọ sản phẩm. Tôi hỏi các bạn, cái thằng Hoàng Go Go này có dám kiện Vượng Vin không? Ông nội nó cũng dám, tôi cũng dám nữa nha. Tại cái chuyện nó phàn nàn là chuyện sự thật, và thằng này nó làm gì nó chứng minh rất lặng hoài rồi, anh ta rất thông minh các bạn. Nhưng mà thế mà VinFast đòi phát một cái đơn mà đi kiện cái thằng khách hàng này, tôi nói tôi bây giờ không biết xử lý gì sao rồi. Nếu mà ra tòa chắc chắn Hoàng thua liền, Hoàng thuê luật sư trời đi nữa cũng thua hả? Nó nhốt tù luôn, vô bóc lịch gỡ địch luôn, coi như bán chiếc xe xong phát cuốn lịch nữa. Có giữ uy tín đâu? Ngay cả cái thời điểm đó mà xe xăng đang bán cũng không giữ uy tín, mà thay vì mà sự không được á, là lẽ ra mình phải đổi lại cái xe mới cho khách hàng. Ở bên này bên tôi là vậy đó, còn không phải hoàn tiền là khách hàng. Thay vì như vậy không làm, mà kêu công an tới bắt bơ vô mời uống nước trà. Rồi còn nói người ta là bôi xấu sản phẩm khách hàng, bôi xấu sản phẩm công ty thì mới chết nhé. Mà nói là không bao giờ để được mất uy tín, phỏng vấn nó nói vậy đó, Vượng Vinh nó nói vậy, nói xạo. Rồi gì nữa? Rồi gì nữa nha? Nó nói thế này đây, mình khó thì còn những người khó hơn rất nhiều. Ghê chứ, đây nó đang nói từ thiện này. Nếu mình giúp đỡ, chia sẻ cho họ thì trong lòng mình thanh thản, mình có động lực để tiếp tục phấn đấu mạnh mẽ. Ý nó là dịch bệnh mình khó hơn nhiều. Bây giờ tôi hỏi ông Vượng Vinh này, cái thời gian Việt Nam nó khó khăn vậy, dân chúng đang ở nhà vậy. Ông Biden bên Mỹ, ông cho 5.000 liều vaccine Moderna, 5 triệu liều vaccine Moderna vừa tới hải quan. Ông Vượng Vin ra giật 5.000 liều vaccine Moderna mà ông nói là ông mượn, bây giờ ông trả chưa? Vượng Vin trả chưa? Hồi đó mượn 5.000 liều vaccine Moderna trả chưa? Mượn là phải trả nha. Ông nói là ông mượn, bây giờ ông trả chưa? Ông lấy gì ông trả? Ông có sản xuất vaccine đâu ông trả. Tự nhiên cái người ta hỗ trợ cho dân Việt Nam chung chung vậy đó, là lẽ ra là cái số lượng 5 triệu liều vaccine đó là phải về cái chỗ mà Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh người ta quy định, rồi từ đó người ta mới phân phát chỗ này chỗ kia. Đó là quyền quyết định của những người chuyên môn, đại không? Đại không lợi dụng cái uy quyền của mình, lợi dụng cái quen biết của mình. Cái 5 triệu liều vaccine vừa tới hải quan, 5.000 liều liền, nói mượn. Nên hiểu thế nào cho đúng về mô hình phi lợi nhuận ở các mạng VinGroup như y tế, giáo dục hiện nay, trong khi mức phí các dịch vụ đều vượt xa thu nhập bình quân của người dân trong nước. Bây giờ cái tờ báo này nó hỏi nè, mặc dù nó soạn trước hết đó, nó hỏi nè, bây giờ ông nói có một số cái mạng ông gọi là ông phi lợi nhuận. Ví dụ như cái mạng y tế giáo dục chẳng hạn mà Vượng Vin nó là phi lợi nhuận, thì báo nó mới hỏi phi lợi nhuận tại sao là tôi thấy phí dịch vụ của ông là cao hơn mức bình thường mà ông nói là phi lợi nhuận. Báo người ta hỏi vậy đó.
À, tôi biết là người ta soạn trước, nhưng mà để xem thử Vượng Biên trả lời như thế nào nha. Chứ còn tôi nói thiệt các bạn, bảo mà nó hỏi đột xuất giống như tôi live stream với các bạn này, ví dụ các bạn mà tôi đọc bình luận các bạn hỏi tôi trả lời, tôi nghĩ chắc chắn Vượng Biên không làm nổi đâu. Người ta soạn hết á, soạn hết nhưng mà tôi vẫn bình luận được, tôi vẫn móc ra được. Bây giờ các bạn nghe nghe Vượng Biên trả lời nha, nghe Vượng Biên trả lời này. Đây, người ta hỏi này, nếu hiểu thế nào cho đúng về mô hình phi lợi nhuận? Phi lợi nhuận ở mảng nào của Vingroup như y tế và giáo dục? Hiện nay thì khi mức phí của dịch vụ đều vượt qua thu nhập bình quân của người dân trong nước mà ông gọi là phi lợi nhuận, đó là tờ báo người ta hỏi. Bây giờ này, bây giờ Vượng trả lời nha. Phi lợi nhuận là hoàn toàn không thu lợi nhuận cho cổ đông mà lại để cho công ty tiếp tục phát triển. Các bạn nghe Vượng Vượng trả lời chưa? Phi lợi nhuận á, ông ta định nghĩa phi lợi nhuận này là hoàn toàn không phải là hoàn toàn không thu lợi nhuận về cho cổ đông. Ý ông nói như vậy, phi lợi nhuận tức là không thu lợi nhuận về cho cổ đông mà để lại cho công ty tiếp tục phát triển, mở rộng và nâng cao dịch vụ. Phi lợi nhuận không có nghĩa rằng là miễn phí hoặc là cung cấp dịch vụ giá rẻ, mà có nghĩa là toàn bộ lợi nhuận công ty làm ra chúng tôi sẽ đóng góp lại cho xã hội. Định nghĩa coi như cái này gọi là coi như là Vượng Viên từ định nghĩa. Bây giờ các bạn hiểu và chúng ta đi hiểu phi lợi nhuận là sao? Nếu mà hiểu thì người thông thường phi lợi nhuận á, tức là cái tổ chức đó làm không vì lợi nhuận, không có lợi nhuận, mà tự nhiên bây giờ anh ta bẻ cái khái niệm lại luôn. Tức là anh ta nói phi lợi nhuận á, không có nghĩa rằng á, là giá rẻ, phải lấy giá bình thường thậm chí giá cao. Mà cái tiền lợi nhuận đó là không chia cho cổ đông mà lại đưa vào sản xuất, cái đó gọi anh ta gọi là phi lợi nhuận. Cái này định nghĩa của Vượng Vinh nhé, định nghĩa bá đạo thiệt. Vậy mới nó soạn kỹ rồi mới nó trả lời kiểu đó, nó không hiểu phi lợi nhuận là gì. Tôi nói là các bạn và các bạn cũng hiểu là phi lợi nhuận là gì, mà mình là một cái tổ chức làm không vì lợi nhuận, còn cái chuyện mà anh chuyển lợi nhuận cái đâu là chuyện của anh, không có lợi nhuận gì cả, thì cái đó mới gọi là phi lợi nhuận. Đằng này nó bẻ chữ lại, nó nói phi lợi nhuận á, tức là vẫn có lợi nhuận, mà lợi nhuận đó là không chia cho cổ đông mà đưa vào sản xuất. Khi mà doanh nghiệp mà có lợi nhuận rồi á, thì cái việc cái lợi nhuận đó đưa vào đâu á, là do cái hội đồng quản trị, là do cái doanh nghiệp đó người ta quyết định. Có thể người ta chia cho cổ đông, có thể là người ta đưa vào sản xuất bao nhiêu phần trăm hoặc đưa hết như thế nào đó, đó là quyền quyết định của hội đồng quản trị nếu mà nó công ty lớn. Còn nó nếu mà công ty nhỏ nhỏ thì quyền của người chủ đó, người ta dùng cái tiền này người 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 ta tiêu xài hoặc là người ta bổ sung vào cái sản xuất kinh doanh người ta, đó là quyền người ta. Nhưng mà đó là cái đoạn sau rồi. Thế còn phi lợi nhuận có nghĩa rằng là anh ta làm không được lợi nhuận, không có lợi nhuận mới gọi là phi lợi nhuận. Anh ta bẻ chữ, một là bẻ chữ, hai là chả hiểu gì về cái chuyện phi lợi nhuận cả. Một cái doanh nghiệp lớn như vậy, một cái đại gia như vậy, một cái tỷ phú như vậy mà không hiểu phi lợi nhuận là gì các bạn, anh ta không hiểu phi lợi nhuận là gì. Như vậy con người này coi như là dựng ra, coi như là cạp đất cạp đai, kết hợp với quan chức cộng sản, cứ vậy mà làm, tôi chả biết gì về kinh doanh hết. Ngay cả cái định nghĩa phi lợi nhuận hay có lợi nhuận anh ta cũng không hiểu nữa. Một là anh ta không hiểu, hai là anh ta bẻ chữ, mà tôi nghĩ khả năng là không hiểu là nhiều. Và anh ta hiểu là phi lợi nhuận là như vậy. Phi lợi nhuận tức là vẫn phải lấy giá cao, không phải giá rẻ, mà cái tiền lợi nhuận đó không đưa cổ đông mà đập vào sản xuất. Trời ơi trời, lần đầu tiên tôi nghe định nghĩa phi lợi nhuận nha. Nó có học hành gì đâu có. Nó học địa chất ra, xong rồi ra ngoài cặp nó cặp đai, nó không hiểu gì về kinh tế hết á. Trời ơi trời, 1 tỷ phú của Việt Nam mà nói kiểu này chắc tôi lại luôn rồi đó. Không có một kiến thức gì hết á. Làm tỷ phú được chứ bộ. Cứ con cháu hạng nhất rồi cộng sản làm tỷ phú thôi, dễ lắm. Đâu cần kiến thức gì đâu các bạn. Ngay cái định nghĩa phi lợi nhuận cũng không hiểu nổi nữa. Ngay các bạn thấy này, phi lợi nhuận là hoàn toàn không thu lợi nhuận về cho cổ đông, có lợi nhuận nhưng mà không thu về lợi nhuận cho cổ đông mà để lại cho công ty tiếp tục phát triển, đó là lợi nhuận mới chứ nữa mà phí. Còn cái chuyện anh sử dụng lợi nhuận anh đưa vào đâu đó là chuyện của công ty. Phi lợi nhuận không có nghĩa rằng là miễn phí, không có phải, anh ta định nghĩa như vậy đó. Không phải miễn phí hoặc là cung cấp dịch vụ giá rẻ, mà toàn bộ lợi nhuận làm ra chúng tôi đóng góp lại cho xã hội. Đóng góp lại xã hội, đóng góp gì? Cái chuyện đóng góp xã hội là cái chuyện khác nha. Lại là cái chuyện khác, là một phạm trù khác. Chứ còn anh làm mà anh có tiền, có lợi nhuận thì đó không phải là phi lợi nhuận.
Còn cái chuyện sau này anh có lợi nhuận rồi anh đóng góp xã hội, đó là một câu chuyện khác nghe Vượng. Rồi anh nói tiếp này, các dịch vụ giá cao nhưng chúng tôi cho rằng người nghèo cũng gián tiếp được thụ hưởng các lợi ích. Nghe Vượng bây giờ thích này, ví dụ người giàu có tiền thì vào Vinmec sẽ giải phóng bác sĩ giường bệnh ở bệnh viện công. Người nghèo là sẽ được phục vụ nhanh hơn, tốt hơn. Trời ơi, là trời lý luận kiểu đúng lý luận kiểu cùi bắp thiệt á. Ý anh ta nói thế này, ý anh ta nói người giàu có tiền thì vào cái dịch vụ của anh ta Vinmec, người giàu thì vô Vinmec, cho nên các bệnh viện công nó bớt người bệnh đi, nó bớt người bệnh, tại vì người giàu có Vinmec hết rồi, bệnh viện công cái bệnh viện dở quá cho nên là dân giàu nó không vô, dân giàu Việt Nam nó không vô, nó qua Vinmec hết. Cho nên anh ta lý luận chính vì thế mà người nghèo nó được hưởng gián tiếp. Gián tiếp có nghĩa rằng người giàu là đi vào Vinmec hết, cho nên các bệnh viện công là nó trống chỗ, cho nên là người nghèo vô sẽ phục vụ được nhanh hơn, tốt hơn. Trời là trời, tôi lại các ngài, tôi lại ngài tỷ phú luôn. Lý luận cái đó mà nó lý luận được các bạn. Tôi nói các bạn, người giàu nó có tiền nó vô Vinmec hoặc nó vô cái dịch vụ tư nhân gì đó, đó là cái chuyện người giàu. Chứ còn người nghèo mà vô bệnh viện thử có phải được phục vụ nhanh hơn, tốt hơn vì là người giàu đi hết không? Đâu có cái chuyện đó, làm như có cái chuyện đó, lý luận kiểu gì tôi không biết, học cái phạm trù chắc Mác Lênin quá. Trời là trời, tỷ phú gì lạ bay. Vậy mà nói là coi như là dân được hưởng dịch vụ coi như lợi ích gián tiếp đó. Gián tiếp là coi như người giàu đi vô Vinmec với đi vô cái chỗ xịn hết rồi, còn cái chỗ cùi á, còn chỗ bệnh viện công là coi như người nghèo đi vô là được phục vụ tốt hơn, nhanh hơn, tại vì là nó trống chỗ, trống cái ông nội tôi sao trống được, người này vô người kia vô, người Việt Nam là 100 triệu dân chứ bộ, nói gì đâu, chắc học chủ nghĩa Mác Lênin nhiều quá. Tiếp tục này, đây gì nói gì đây Vượng, đã làm thì đừng làm nữa vời. Anh ta nói hay vậy đó, mà chính anh ta là làm nửa vời không hả? Chính anh ta làm toàn nửa vời. Từ cái chuyện bất động sản ra, toàn bộ cái dịch vụ khác toàn làm nửa vời. Các bạn nhớ lại đi, làm cái gì mà nửa vời hết á. Và anh ta làm rất nhiều dịch vụ. Làm gì? Làm cái như fashion có này, fashion làm áo làm quần cũng có này, nửa vời này. Rồi mở cái chuỗi cửa hàng bán lẻ, làm chưa tới nơi tới chỗ nửa vời này. Rồi làm một cái mạng, nghe người ta nói là e-commerce, là thương mại điện tử, cũng nhảy vô làm. Rồi ra cái thương mại điện tử với anh ơi đâu rồi em ơi gì đó. Nó cũng đi ơi luôn, nó cũng đưa vơi. Rồi gì nữa? Nhiều lắm, rồi làm mở ra công ty chứng khoán, hoạt động được thời gian bao lâu cũng nở, vừa đưa vơi cũng dẹp luôn. Rồi làm, rồi coi như là viết giấy, viết tờ, làm dự án trình lên, mở công ty về hàng không, coi như thủ tướng chuẩn bị chấp bút duyệt rồi, cũng gửi cái đơn lên hủy, chưa làm đâu, dẹp mã rồi, hàng không rồi, rửa vơi, rồi coi như là mua đồ Trung Quốc về, lắp ráp tivi, điện thoại, coi như là mới được có 3 năm rồi, cũng nghỉ luôn, rửa vơi. Cũng hô hào là xuất lô hàng của Mỹ rồi, coi như là dân Việt Nam tung hô điện thoại Vinmec gì đó như sẽ tỏa khắp toàn cầu cho 3 năm dẹp luôn. Chứ vậy nữa vợ chứ nữa. Rồi sản xuất xe điện, sản xuất xe xăng chứ quên. Sản xuất xe xăng coi như là mới đồng thổ tháng 9 năm 2016, cái đến cuối năm gần đây dẹp mẹ rồi, cuối năm 2021 dẹp rồi. Mà cũng đi tham gia triển lãm Paris đủ thứ trên đời, dẹp nửa vời chứ nữa, toàn làm nửa vời không mà. Và xe điện này vài bữa cũng nửa vời giờ, xe điện tôi gọi là xe điên cũng nửa vời giờ đó, mà nói hay lắm, nói giống như ông cụ vậy đó, đã làm thì đừng nửa vời, chính ông nửa vời chứ ai, ông làm toàn nửa vời không mà, chỉ được cái mảng cặp đó, cặp đai là coi như là không nửa vời, toàn bộ nửa vời hết. Mà lên báo nói là đã làm đừng làm nửa vời, mà chính ông ta là toàn nửa vời, làm đâu thất bại đó, không có biết làm đâu. Đụng tới ngành kỹ thuật là chịu, không biết làm. Ngay cả cái chuyện mà làm cái ngành mà bán lẻ nữa, ở Việt Nam người ta thành công rất nhiều, có nhiều cái siêu thị bán lẻ đó thành công đúng không, người ta trở thành triệu phú nữa kia, mà anh ta thấy vậy anh ta nhảy vào cũng nửa vời, có làm được đâu. Thấy người ta làm thương mại điện tử e-commerce ngon, nó nhảy vào, có biết khỉ gì thương mại điện tử, nhảy vào coi như cái trang web, cái trang thương mại, anh hỏi em kêu anh kêu em vậy đó, tôi không nhớ nữa đó. Cũng dẹp luôn,
nói chung chả làm được cái gì hết, toàn nửa vời, trừ bất động sản. Mà nói hay lắm. Có như ở Việt Nam, cái thằng nào mà có tiền nói gì mà hay hết trơn á. Nói gì người ta không gật hết, mà tôi không gật. Tại vì cái tên này có tiền là từ nhờ cạp đất cạp đai, có trả tài giỏi gì hết á. Ăn chia với cái đám cộng sản ở trên, có tài có giỏi gì hết á. Và bất cứ ai mà rơi vào vị trí của anh ta cũng giàu cả, cũng tỷ phú cả. Chứ không phải riêng Phạm Nhật Vượng, bất cứ ai. Buổi ha, bắt đầu tiếp tục này. Trời ơi, tôi banh ra cái bài bình luận phỏng vấn này luôn. Tôi cho nó banh luôn. À, tiếp tục này. Đây, tôi nói đó. Cái đề tài này tôi đã làm rồi này. Các vòng đời sản phẩm của Vượng Vin luôn kết thúc sớm. À, cái đề tài này tôi làm rồi. Tôi đưa lên cái thumbnail đó. Vòng đời ngắn ngày của Vượng Vin rút cuộc cũng chỉ là có cái nghề cạp đất, cạp đai là ngon nhất mà thôi. Không có cái nghề gì hết á. Tiếp tục nha. Đã ký vô, nãy giờ quên. bắt đầu báo hỏi này. Ông mới đưa ra một quyết định bom tấn là dừng sản xuất xe xăng để tập trung vào xe điện. À, sau VinSmart, ông không sợ khách hàng, những người đang đi xe xăng thấy chơi với vì không biết ông Vượng còn bỏ cái gì nữa không. Bây giờ bỏ tùm lum cái gì bỏ hết trơn, nửa vời không à, giống như gần đây nhất xe xăng mới sản xuất, mới cho ra lò từ tháng 6 năm 2019 đến cuối 2021, dẹp. Người ta thấy chơi với gì nữa. Bây giờ người ta hỏi nè, ông không sợ khách hàng, những người đang đi xe xăng thấy chơi với không? Ông còn bỏ cái gì nữa? À, bắt đầu nghe Vượng Vin giải đáp này. Ngay từ đầu nha, hay lắm. Chúng tôi đã hiểu tương lai phải là xe điện. Và đây là thời điểm buộc phải dứt khoát chọn sớm, thay vì cứ nửa xăng nửa điện. Ngay từ đầu mà hiểu xe điện rồi, mà từ tháng 6 năm 2019 xây dựng cái nhà máy coi như lắp ráp xe xăng bự chảng á, mà đến 2021 19 21 hơn 2 năm dẹp tiệm rồi, mà nói là tương lai phải là xe điện, nó không có đúng, nói không có logic. Thay vì cứ nửa xăng nửa điện đó, bây giờ các hãng xe này chỉ có Tesla là cái xe điện, ra là chỉ toàn điện. Còn những cái hãng kia, những cái hãng mà đang xài nè, người ta mấy lâu nay người ta đi xe xăng rồi, bây giờ người ta vẫn làm xe điện bình thường, cái gì đâu nửa xăng nửa điện. Người ta vẫn xe xăng mà người ta vẫn xe điện. Còn khi nào mà chính phủ Canada bên này chấm dứt không sản xuất xe xăng nữa thì người ta không sản xuất, còn lâu lắm. Kế hoạch là 2030-35 nữa, còn lâu lắm. Bây giờ người ta vẫn làm bình thường, có gì đâu mà nửa xăng nửa điện. Coi như là ổng là vụng treo khéo chóng, mà trong khi xe xăng bỏng ra bao lâu đâu, ra được có hơn 2 năm rưỡi, chết mẹ. Rồi bắt đầu nói này, tất nhiên chúng tôi phải làm sao cho khách hàng mình không bị thiệt, ghê, thậm chí có lợi hơn, sanh từ lợi sao mà lợi. Nếu chất lượng không giảm, dịch vụ vẫn diễn ra bình thường, xe không mất giá, thì khách hàng có chơi với không? Ông nói như vậy. Nếu chất lượng không giảm, bây giờ không sản xuất nữa, chất lượng đâu nữa mà tăng, dịch vụ vẫn diễn ra bình thường, sao diễn ra bình thường, ai mà tiến? Ông nói là diễn ra bình thường mà tôi cho là không bình thường. Ngay cả khi mà Vượng Vin đang bán xe xăng mà dịch vụ nó cũng ra gì rồi, mà tôi gọi là dịch vụ hầu mãi công an, ngay thời điểm đó cũng ra gì rồi, huống gì bây giờ là coi như là tuyên bố không làm xe xăng nữa thì dịch vụ làm sao mà bình thường được, không thể bình thường được. Đó là ông nói làm sao bình thường được, tôi không tin cái chuyện đó. Xe không mất giá, sao không mất? Bây giờ bán thử quái, ai dám mua? Hay là ý nói là bây giờ ông sản xuất xe xăng nữa, bây giờ xe tăng giá, chắc giống điện thoại vừa rồi kìa. Điện thoại dừng sản xuất điện thoại VinSmart. Rồi sau này báo chí này, điện thoại giá tăng đâu mà tăng. Cho mà tôi cũng thành nhận nữa, tăng đâu mà tăng. chắc là nói là xe bây giờ là coi như là giá tăng, tại vì không dừng lại cho nên là bây giờ giá tăng, dám lắm. tiếp tục nha. Đây. Bổ sung dịch vụ có lợi cho khách hàng, thời hạn bảo hành lên 10 năm. Trời ơi là trời, xe mà đưa ra lò từ tháng 6 năm 2019, cuối năm 2021 dẹp tiệm rồi mà dám nó bảo hành 10 năm. Gấp 2-3 lần, rồi gì có mobile service nữa, có mobile đi, chắc đi mẫu cho vui thôi chứ đi. Bây giờ ý nói là có xe mobile service, tức là service chỉ cần gọi điện thoại là có cái xe mà sửa xe nó chạy tới nó sửa liền, còn lâu.
xe bị hư mà đem xuống tới trạm bảo hành mà sửa không được, gọi lên gọi xuống mà đến mức độ người ta phải lên lên YouTube mà người ta review rồi cái công an thấy bắt mà nói là có mobile service chắc là sắm được vài chiếc chạy quanh quanh cho vui và là dẹp tiệm cái gì. Ai mà tin, không tin được đó nha. Đây nữa. Bắt đầu họ hỏi tiếp này, ông chịu lỗ với VinFast bao lâu? Câu hỏi khác. Báo VN sẽ ra ông chịu lỗ với VinFast bao lâu, tức là VinFast lỗ toa tu ông điếu, bây giờ ông chịu lỗ bao lâu? Thì nghe Vượng Vinh trả lời thế này. Trước á là tôi dự tính là 5 năm đầu chịu lỗ nha, 5 năm đầu chịu lỗ. Giờ đi được hơn nửa đoạn đường rồi, tức là hơn 2 năm rưỡi rồi. Và nếu theo đúng kế hoạch á là 2 năm nữa có lãi. Nói mà hở đầu hở đuôi, nói tầm bậy tầm bạ. Các bạn thấy không? Bây giờ tôi đọc lại nha. Ông nói này, dự tính á là lỗ 5 năm đầu, lỗ 5 năm, 1 2 3 4 5. Bây giờ thì đi được hơn nửa đoạn đường rồi, tức là lỗ hơn 2 năm rưỡi. Nửa đoạn đường. Như vậy là còn hơn 1 năm rưỡi nữa là vẫn lỗ chứ. Đúng không? Nếu mà tại vì ông nói là lỗ 5 năm đầu mà, bây giờ hơn nửa đoạn đường rồi. Hơn nửa đường tức là hơn 1, tức là hơn 2,5 đúng không? Hơn 2 năm rưỡi. Thì như vậy là còn gần 2 năm rưỡi nữa vẫn còn lỗ, tại vì ông nói là lỗ 5 năm đầu. Nhưng mà tự nhiên nó nói câu này, giờ đi được hơn nửa đoạn đường và nếu đúng kế hoạch á là 2 năm nữa có lãi. trời, nói trâu queo hết trơn, nói gì lạ kỳ hết trơn. Đầu tiên là anh ta nói là lỗ 5 năm, 5 năm chấp nhiệm lỗ này, bây giờ đi được hơn nửa đoạn đường tức là hơn 2 năm rưỡi, như vậy là còn gần 2 năm rưỡi nữa vẫn phải lỗ chứ. Tại vì ông ta nói là lỗ 5 năm mà, tự nhiên cái câu đầu nói là hơn nửa đoạn đường là lỗ, rồi tiện 2 năm nữa có lãi. Nói tầm bậy tầm bạ không á. Nói bà lắp bà xàm không mà nói coi như không suy nghĩ, nói coi như là nói xong rồi quên không nhớ gì hết á, một tỷ phú như lạ kỳ vậy. Tôi nghĩ chắc chả có phỏng vấn gì đâu, chắc dưới này coi như là VinFast hỏi rồi VinFast trả lời luôn, rồi thư ký người ta viết lại hay là cái bộ phận chuyên môn viết lại là tới ông duyệt cho đi luôn, chả có phỏng vấn khi bóc gì hết. rồi bắt đầu nói tiếp này. Nhưng lại là ở thị trường quốc tế chứ Việt Nam thì bù lỗ vì gánh chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vân vân như vậy. Lại thì quốc tế đâu có bán được chiếc nào đâu lãi. Có hai đơn hàng đó, đơn hàng của cái thằng mục sư ở Formosa TV 10 chiếc với bà làm thí nghiệm IDN trăm chiếc mà tôi nói là xạo đó. Lãi cái chỗ nào? Có bán được ai đâu mà lãi, có đơn hàng đâu mà lãi. À, chắc là lãi IPO, cho nên tôi ghi chú ở ngoài các bạn nè, lãi IPO. Như vậy là anh ta đang nhắm tới IPO các bạn. Anh ta không cần bán xe, bán được đâu, bán được đơn hàng nào đâu, đơn hàng hai cái đơn hàng tàu lao tôi đã bóc phốt ra rồi, mà anh ta nói lãi là sẽ lãi ở nước ngoài, còn Việt Nam vẫn lỗ. Lãi nước ngoài là lãi nào, đơn hàng đâu, hiện nay xe vẫn đang chưa đi thử nghiệm đưa qua Trung Quốc rồi. Như vậy anh ta nói là lãi là anh sẽ cố gắng lấy tiền IPO các bạn. Các bạn bên Mỹ đề phòng nha. À, nó cố gắng nó len lỏi vào cái thị trường chứng khoán ở New York để nó hút IPO nó chạy. À, và đó là nó lại đó. Cho nên nó nói lại ở thị trường nước ngoài là ở Mỹ đó, nó hút IPO nó chả bán cái xe nào đâu. À, bây giờ mới thấy rõ ra nhé. À, ghê chưa này đó nha. Rồi bắt đầu tiếp này không nói gì nữa. Đến nay bù lỗ về chi phí xây dựng hạ tầng nha, xe điện, đến nay chúng tôi có 40.000 cổng sạc, 40.000 cổng sạc nha, và sẽ nâng lên 150.000 vào cuối năm 2022. Sạc nhiều vô. Và cái video trước tôi đã chứng minh các bạn á, với hiện tại là 40.000 cái cổng sạc, mà mỗi cái trụ sạc á là cái công suất nó chỉ có 11 thôi, 11 kW thôi, cái đề tài tôi làm rồi á, thì cái công ty tổng điện lực Việt Nam, người ta nói này, là đã phải huy động ít nhất là bằng hai cái nhà máy công suất cái nhà máy thủy điện Hòa Bình. EVN nó khóc ròng, nó gánh không nổi và có thể xảy ra thiếu điện trầm trọng ở Việt Nam và xảy ra chuyện này chuyện kia chuyện quý chuyện nọ. Đó là người ta mới đưa ra là 40 cái trụ sạc thôi, mà mỗi cái trụ sạc cái công suất thấp nhất là 11 kW thôi mà đã vậy rồi. Chứ huống hồ gì bây giờ anh ta phát triển tới bao nhiêu?
anh ta phát triển tới 150 cái trụ như vậy luôn. Trời ơi là trời, chắc là điện cắt ngụm hết trơn rồi. Báo hoại này, vì đâu mà ông tin xe điện VinFast sẽ chất lượng như Tesla? À, khi xuất phát điểm của VinGroup là một tập đoàn thương mại dịch vụ và mới gia nhập lĩnh vực này, và này nha, chất lượng như Tesla đó nha, tôi chưa thấy có cái bài báo nào mà nói VinFast chất lượng như Tesla cả, chưa bao giờ có cái chuyện đó. À, mà tờ báo VN Express nó nói như vậy, có cái bài báo của cái tờ gọi là Auto Authority mà tôi cũng đã làm đề tài rồi, người ta viết cái tiêu đề vậy thôi, tiêu đề là có chữ Tesla nhưng mà trong cái nội dung không hề ghi một chữ Tesla nào cả. À, người ta ghi tiêu đề thôi, đánh lạc hướng, có lẽ là Vượng Viên trả tiền cho cái tờ báo này rồi mà người ta chỉ viết cái tiêu đề thôi, còn cái nội dung không có một chữ Tesla nào cả. Người ta không dám so sánh VinFast và Tesla, người ta sợ này sợ kia, sao người ta dám được. À, mà chỉ ghi tiêu đề thôi, người nào lười đọc thì nghĩ VinFast bây giờ ngang ngửa Tesla, thậm chí hơn nữa nhé. Nhưng mà khi đọc vào không có nội dung nào Tesla hết, toàn nói VinFast thế này thế kia, nó nói mình thôi. Đánh lừa người đọc, đánh lừa bạn đọc. À, và cái này tôi cũng đã làm rồi, cho nên cái tờ báo VN Express này nhiều khi nó cũng biết đọc tiếng Anh nữa, nó nói như vậy này, nó nói này. À, vì đâu mà ông tự tin xe điện VinFast chất lượng như Tesla? À, người ta nói như vậy mà ông Vượng Vin là ông chấp nhận cái chuyện đó luôn. Bá đạo. Bây giờ nghe em trả lời nè, nghe em trả lời nha. Bắt tay vào thiết kế xe điện VinFast, chúng ta đã nghiên cứu tất cả các tính năng của xe so với đối thủ, vân vân. À, cái này ai nói chả được. Làm nhanh hơn cũng là một know-how của VinGroup. Dân học tiếng Nga mà nói tiếng Anh, know-how. Chúng tôi sẵn sàng tuyển dụng các chuyên gia giỏi. Chuyên gia giỏi đó, chuyên gia Michael gì đó, làm CEO được có, làm CEO từ tháng 8, 9, 11, chưa tới 5 tháng nghỉ việc rồi. Mà thật ra là làm việc á, là từ tháng 10, tháng 1, tháng 12, còn tháng 8, 9 là bị dịch rồi. Như vậy tháng 10, tháng 11, chưa hết tháng 12, làm được chưa tới 3 tháng nghỉ việc rồi. Chuyên gia giỏi cái gì? Tuyển chuyên gia giỏi, làm có 2 tháng rưỡi, nghỉ việc. À, rồi còn thuê mấy thằng kỹ thuật mà vẽ cái xe đó, là đặt hàng vẽ thì nó vẽ thôi, thuê cái ông gì về Ý rồi vẽ cái xe kia, có thuê chuyên gia gì đâu, thuê chuyên gia giỏi đó là giỏi, làm được có thời gian người ta nghỉ hết rồi, người ta sợ người ta nghỉ hết rồi. Liên kết trí tuệ toàn cầu. Ghê chưa, hợp tác này với hàng chục công ty công nghệ để rút ngắn thời gian. À, liên kết hàng chục công ty, nào xe xăng nói là tôi này, xe xăng á thì mua hàng, mua phụ tùng của hàng chục công ty công nghệ thì tôi tin. Tại vì cái xăng là tôi nói cái xe hợp Trung Quốc, mua ông này mua ông kia ráp lại thành chiếc xe xăng của VinFast. À, cho nên chính vì nó liên là hợp Trung Quốc vậy, cho nên phần cứng nòng đá nhau, là phần mềm đá phần cứng quốc phần mềm chập nó ngụm. Cho nên bây giờ nó ngụm mẹ rồi, cuối năm 2021 cho nó ngụm rồi. Mà bây giờ xe điện mà ông vừa Vượng Viết Đồng nói là liên kết với chục công ty công nghệ, xe điện là xe mới, liên kết chục công ty nào chúng tôi không bao giờ nghe. Hồi xe xăng thì nói là mua engine, mua động cơ của BMW rồi mua của GM, mình nghe mình nói nhá, rồi gầm xe mua xe này xe kia chứ còn. Đến khi xe điện nha, các bạn có bao giờ các bạn nghe là Vượng Vin nói mua hãng này hãng kia hãng nọ? Không bao giờ nghe, chưa bao giờ nghe nhá. Mà bây giờ ông ta nói là hợp tác với hàng chục công ty công nghệ, là công ty nào làm gì có. Bây giờ cái xe điện là xe mới này, làm sao người ta đưa công nghệ mới được, đừng hòng, quên đi. À, quên đi, và đứng đầu hiện nay là Tesla đúng không? Và hiện nay tất cả các hãng xe, người ta đều có xe điện và người ta đang nghiên cứu xe điện cả. Và như vậy các bạn thấy thật ra xe điện VinFast này là gần như 100% là xe của Trung Quốc. À, làm gì có cái chuyện mà hợp tác với hàng chục công nghệ, xe của Trung Quốc gần 100%. Tôi không dám khẳng định là 100% nhưng mà gần 100%, 99,99% là của Trung Quốc. Mà xe Trung Quốc mà làm sao mà nó chất lượng như Tesla? Ngay cả tham dự những cái hội chợ gọi là Auto Show ở Mỹ mà Trung Quốc nó cũng không dám tham gia nữa. Chứ làm sao mà đồ Trung Quốc mà đi so với chất lượng Tesla? Thế mà Vượng Vinh cũng liều mạng như là cũng đem xe qua bên Mỹ nhớm để làm gì? Để trù nhảy lên sàn IPO mà hốt chứ cũng chả bán đâu. Đặt hàng kiểu đó là giống như là nói là coi như là đặt hàng order xong rồi lấy tiền lại cũng được, nhưng là không muốn bán. Mà xe là chưa thử nghiệm bán cái gì? Xe chưa thử nghiệm mà dám lấy order giả chứ nữa. Xe mới đang đưa đi con Trung Quốc thử nghiệm mà.
Mà muốn bán Mỹ thì phải thử nghiệm ở Mỹ, nếu phải phải thử nghiệm ở Trung Quốc không đâu có được. Thử nghiệm ở Trung Quốc được hay không được gì, bán ở Việt Nam thì có. Chứ còn bán qua bên bên Bắc Mỹ, Mỹ Canada là phải thử nghiệm ở Mỹ và ở Canada. Bán qua châu Âu phải thử nghiệm ở châu Âu. À, cho nên là xe chưa thử nghiệm mà lấy đơn hàng liều mãng. Mà hợp tác với chục công ty nào, đâu có nói đâu. Mua toàn bộ của Trung Quốc. Mua toàn bộ Trung Quốc nha. Chứ không có chuyện hợp tác đâu. Xe điện á, xe xăng á, thì mua nhiều công ty thì có, xe điện này của Trung Quốc không á. Việt Nam phải có ít nhất một thương hiệu để được thế giới công nhận, đó là Vượng Viên nói nha. Hiện nay coi như chưa có thương hiệu nào thế giới công nhận cả. Việt Nam phải có ít nhất một thương hiệu để thế giới công nhận. Chúng tôi đã thử nghiệm một số lĩnh vực và chỉ thấy có VinFast là có xe điện mới có thể làm điều này. VinFast chỉ có VinFast xe điện thôi. Vừa rồi VinFast xe xăng coi như ngẫm rồi. Bây giờ ông nói là Vin còn VinFast xe điện, nói vài bữa nó ngẫm dở đó, nó ngẫm lẹ hơn đó. Xe xăng thì 2 tháng 2 năm rưỡi ngẫm, có xe điện này tôi nghĩ chắc tối đa 5 rưỡi là ngẫm. Tiếp tục với các bạn, đây khát vọng cắm cờ, cắm cờ nha. Bây giờ báo hỏi này, ông từng nói định hướng của VinGroup ra nước ngoài không phải vì lợi nhuận mà để cắm cờ. Giờ đã làm được với VinFast, ông có thể chia sẻ vì sao mà khát khao việc đó hơn kiếm tiền? Hơn kiếm tiền nha. Bây giờ các bạn này, bây giờ báo nó nói này, báo nói nhưng mà thật ra tôi nghĩ nó xoắn với nhau hết. Không phải đi ra nước ngoài không phải vì lợi nhuận mà để cắm cờ. Bây giờ hỏi vậy đó. Như vậy là hồi nãy tôi đưa các bạn xem á, là anh ta nói là lợi nhuận chủ yếu là ở nước ngoài mà. Lúc nãy đó anh ta nói này, lợi nhuận á, anh ta nói là chịu lỗ đầu tiên 5 năm nhưng mà hiện nay đi tới được nửa đoạn đường rồi, tức là hơn 2 năm rưỡi, như vậy còn gần 2 năm rưỡi nữa anh ta nói có lãi. Tôi nói hồi nãy tôi phân tích mâu thuẫn đó. Sau đó anh ta nói này, lợi nhuận á là chủ yếu ở nước ngoài, Việt Nam là lỗ. Cái câu hỏi trước á, cái câu hỏi trước là anh ta nói này, lợi nhuận chủ yếu ở nước ngoài, Việt Nam là lỗ, mà tôi nói anh ta là hút tiền IPO. Đó là câu hỏi trước. Bây giờ câu hỏi sau lại đá câu hỏi trước. Câu hỏi sau lại nói là đi ra nước ngoài không phải vì lợi nhuận mà để cắm cờ. Tôi lại luôn, nói từ bảy từng bạ, nói lộn ngược đá trước đá lần sau á. Nói câu trước đá câu sau, như nói xong nó chả hiểu gì hết á. Nó nói cái thằng hỏi xong nó cũng nhớ, mà cái thằng trả lời nó cũng nhớ luôn. Bây giờ là nói không phải vì lợi nhuận, mà hồi nãy lại nói là vì lợi nhuận, mà lợi nhuận chủ yếu nước ngoài, bây giờ nói là không có lợi nhuận để cắm cờ. Nói lúc này nói lúc kia nó bảy im bả. Rồi bây giờ nói, mình trả lời này. Tôi đã sống và làm ăn ở nước ngoài hơn 22 năm. Nước nào? Ukraine chứ nước nào mà nước ngoài. Ông này là coi như con cháu cộng sản lại một, được đưa đi học, được đi du học. Mà hồi xưa đưa đi học Liên Xô, toàn con cháu cộng sản, con cộng sản nói mới được đi nha. Và anh ta học là phụ mà làm là chính, đi buôn lậu là chính. Ở 22 năm Ukraine chứ nước nào mà nước ngoài. Ukraine là một nước thuộc Liên Xô cũ. Ukraine còn bèo hơn cả Việt Nam nữa. Có khỉ gì đâu mà nói là ở nước ngoài 22 năm. Ở Ukraine 22 năm nha. Là gì nữa? Dù rất thành công và được quan trọng ở đó. Đúng rồi, thành công quan trọng ở đó. Toàn đi coi như là đi làm nhà máy mì ăn liền là phụ. Mà đi làm là mở ra những cái sạp chợ mà cho những người Việt thuê lấy giá trên trời là chính. Mà thành công đúng rồi đó, đã thành công cái chỗ đó đó. Nhưng vẫn thấy rõ là người Việt Nam mình chưa được thế giới coi trọng. Mà không dám đâu. Ngọ người ta không coi việc cộng coi trọng cho người Việt Nam đây. Người ta sống ở Mỹ, ở Canada, ở Anh, Úc đây. Sao không coi trọng được? Bây giờ phải nói lại nha. Nhưng vẫn thấy rõ là việc cộng chưa được thế giới quan trọng thì đúng, chứ còn nói Việt Nam chưa được thế giới quan trọng là sai nha Vương. Ok, bây giờ anh ta nói tiếp này, nhiều người Việt ở nước ngoài ra đường thì lại nhận mình là người Nhật người Hàn. Coi như chả đi ra nước ngoài chả nói chả người Hàn người Nhật, mà tôi biết tiếng Hàn tiếng Nhật không mà dám nói người Hàn người Nhật, mà từ bụng ta suy ra bụng người. Tôi nói cái chuyện người Việt Nam mới nha, mà đi ra nước ngoài mà nhận người Hàn người Nhật, đó là việc cộng. Việc cộng mới vậy. Tại vì việc cộng nó mất uy tín rồi, coi như ra ngoài mà ngay việc cộng là người ta khinh bỉ, cho nên là buộc phải nói người Hàn người Nhật. Nhưng mà nói người Hàn người Nhật cũng liều mạng, giờ lỡ thằng nào nó quốc tiếng Hàn quốc tiếng Nhật thì biết đường nào mà đỡ. Từ bụng ta xuôi ra bụng người.
làm cho có cái chuyện là người Việt Nam ra ngoài thì nói người Hàn người Nhật không có, tôi nói không có. Đó là Việt Cộng chứ không phải Việt Nam. Bạn thân tôi này, đấy, bạn thân tôi nha, ngày xưa tôi là Việt Cộng, tôi ở xứ Việt Cộng, tôi Việt Cộng gì nữa. À, thì hồi đó tôi đi công tác cũng có này, tôi đi chơi cũng có này. Ví dụ tôi đi qua Thái Lan nha, tôi qua Thái Lan, tôi vô khách sạn đó nha, vô khách sạn thì tôi thấy họ viết mấy cái bảng bằng tiếng Việt luôn. Họ nói này, họ nói người Việt nha, viết bằng tiếng Việt, họ nói người Việt ăn ăn buffet buổi sáng là phải, người ta viết gì đơn giản nhưng mà đại khái như này, tức là ăn ăn sáng bây giờ là ăn cái nào phải phải lấy ăn hết cái đó, đừng có để trên bàn, đại khái đừng có để thừa, người ta viết gì tôi quên rồi, viết bằng tiếng Việt, nó viết vậy đó. Coi như Việt Cộng đi du lịch mà coi bôi bát tới cái mức coi như là ăn buffet, coi như lấy bừa lấy bãi, xong rồi vứt đại đến mức độ mà khách sạn Thái Lan người ta ghi người Việt Nam là ăn ăn buổi sáng là ăn cái nào phải hết, không có để thừa, đã khá như vậy. À, thì tôi ở khách sạn đó thì nhiều khi ngồi nói chuyện xong rồi họ mới hỏi tôi là người tao đó từ đâu đến, tôi nói tôi là Việt Nam, I am Vietnamese, tôi là người Việt Nam. Khi tôi nói như vậy là tôi biết họ khinh tôi lắm, tại vì Việt Nam Việt Cộng nó mang tiếng tới cái mức như vậy, nhưng mà tôi vẫn nói tôi là người Việt Nam, tại vì tôi vẫn nghĩ rằng à, đúng là cái gì Việt Nam là như vậy, nhưng mà cũng có người này người kia, cái mắc gì tôi phải nói tôi là người Hàn với người Nhật. Và tôi nghĩ nhiều bạn cũng như vậy, chỉ có cái tụi Việt Cộng á, nó dơ bẩn quá, nó bẩn thỉu quá cho nên nó mới nói người Hàn người Nhật. Nhưng mà tôi nói cái chuyện này nó rủi ro lắm nha, mình nói mình người Hàn mà cũng cúc cúc cầu thiên Hàn, mình biết làm sao là chui xuống đất hả? Mình nói mình người Nhật nó quốc cao tiếng Nhật lỡ biết là sao nó mà chui xuống đất à, thà mình nói với người Singapore còn còn nghe còn lý, tại vì dù sao nữa là biết nói tiếng Anh. À, cho tôi nói ông Vượng ông đừng có giả nó người Hàn người Nhật, tại vì chắc chắn ông sẽ không biết tiếng Hàn tiếng Nhật, mà may ra ông biết tiếng Anh lọm bọm thì có. À, ông biết tiếng Nga thì ông biết, tại vì ông học ở ở Nga rồi. À, mà ông nói ông người Nga là ông quê, ông nói người Ukraine là ông người Ukraine còn bèo hơn người Việt Nam nữa. Cho nên ông phải nói ông người Hàn người Nhật, nhưng mà tôi cảnh báo ông nói người Hàn người Nhật cũng quốc câu tiếng Hàn quốc câu tiếng Nhật, ông đi đâu ông Nhật ông vừa, thà rằng ông nói ông là người Singapore ông lại nhả được vài câu tiếng Anh đó, nhưng mà coi chừng nói người Singapore quốc qua tiếng Hoa Mandarin là cũng chơi với vậy. Tốt nhất là ông nói ông người Việt Nam đi, mắc gì mình phải nói người Hàn người Nhật, đừng có suy bụng ta ra bụng người. Thì tôi luôn luôn tôi nói là I am Vietnamese, tôi nói thật lòng các bạn luôn đó. Tôi là người Việt Nam. Cái họ mà hỏi sâu nữa, họ đặt cái họ hỏi là đặt cái hỏi rất sâu nữa thì tôi mới nói là I am Vietnamese Canadian, tức là tôi người Canada gốc Việt. Tôi không bao giờ tôi nói người Hàn người Nhật là dưới con mắt tôi người Hàn người Nhật nó không giống mà tôi nói các bạn cái mặt ông Vượng này mà cho dù nó người Hàn người Nhật á, là người ta cũng biết ổng là từ Hà Tiên, Mỹ là người Hà Tiên. Bây giờ biết chứ, mới nói mấy người Hàn người Nhật ta nhìn mới ta biết mới là người Hà Tiên, tự nhiên cái ôm hết người Việt ra nước ngoài là nhận người Hàn người Nhật và tôi sẽ làm thay đổi cái chuyện đó, ý nói là có xe điện đi ra ngoài nổi tiếng, tôi lại mày luôn, mày là người Hà Tiên, bây giờ mày nói người Hàn người Nhật họ cũng tiếng mô mới là người Hà Tiên, nhưng cái mặt mới người Hà Tiên như nữa. Thằng báo này nó không dốt nha, gặp tôi hỏi là ủa tại sao là ông nói là người Việt Nam mình đi ra ngoài nó người Hàn người Nhật là ông chê gì nữa, tại sao mình không nói mình người Việt, mà bây giờ cái xe của ông là xe VinFast Việt Nam, bây giờ ông đổ Singapore làm gì không hỏi. Thằng báo nó cũng lanh trí, nó gặp tôi hỏi liền trời ơi là trời, tôi lại luôn á. Rồi đây gì nữa à, ông hình dung Vin Vin Group sẽ như thế nào sau 5 10 năm nữa? Bà đồng trả lời tôi nghĩ lúc đó Vin Group là một tập đoàn công nghệ Vin Group là một tập đoàn công nghệ có tiếng trên thế giới công nghệ toàn đi mua đồ Trung Quốc không mà có tiếng thế giới. Sau 5 năm nữa Vingroup sẽ trở thành công ty cạp đất cạp đai cạp tài nguyên thiên nhiên đất nước từ xưa đến nay, làm những công nghệ toàn đi mua đồ Trung Quốc, ráp 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 về, thậm chí đi mua cả chiếc xe Trung Quốc về ráp đổi cái logo mà nghĩ không ra phải đi cấp người ta, mà công nghệ gì toàn mua đồ Trung Quốc đem về, thậm chí mua cả cái xe Trung Quốc về dán cái mạc vô, mà nó tập đoàn công nghệ gì trở thành cái công ty cạp đất cạp đai cạp tài nguyên thiên nhiên đất nước thì đúng và nó chỉ có một cái nghề duy nhất đó thôi, nó không chả làm được cái nghề gì hết. Các bạn thấy làm cái nghề nào nó ngoẻo 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 hết, nó ngậm 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 mà nó nói là không có làm nửa vời, chính nó làm nửa vời mà nó nói họ không làm nửa vời
Cảm ơn các bạn nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái live stream này. Nếu các bạn nào mà thấy vui, tại sao lại tiếc cái like giùm tôi nhỉ? Bấm like nhiều vô nha. Bấm like, tôi thích like ghê lắm. Thích like lắm nha. Bấm like giùm tôi. Cảm ơn nha. Bấm like nhiều, tôi cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn các bạn. À,